Tập trung bạn làm dịp Tết này để lấy tiền đỡ đần cha mẹ, đó là chữ đức. Chữ tâm là con thương cha mẹ. Chữ đức là tình thương đó phải thể hiện bằng hành động. Còn nếu mà tâm mà không có chữ đức, người ta gọi là tâm nằm trên mồm. Còn tâm mà thể hiện bằng hành động thì cái đó tâm nó phải thể hiện trên gì? Trên hành. Đinh Trường Trinh là em đi làm trong dịp Tết này để kiếm thêm thu nhập đóng học phí và không về ăn Tết với gia đình. Theo thầy em làm thế có sai không ạ? Rồi, Đinh Trường Trinh có đặt câu hỏi thế này: em đi làm trong dịp Tết này để kiếm thêm thu nhập đóng học phí và không về ăn Tết với gia đình. Theo thầy em làm thế có sai không ạ? Về mặt hành vi, chủ tâm và tập trung để làm việc vào dịp này để kiếm tiền đỡ đần đóng học phí cho cha mẹ, đó là quá tốt. Vì trong nguyên tắc của năm quy luật đời sống thì trong đó có một quy luật của cân bằng. Nếu mà bạn cân bằng, tức là việc gì bạn cũng hoàn thiện hết, thì cả cuộc đời này bạn không tiến được bước nào hết. Ví dụ, bạn vừa đảm bảo được là đi nhậu với bạn bè, anh em nó điện thoại là vẫn tham gia nhậu được với anh em. Buổi tối là sếp điện thoại đi nhậu là vẫn nhậu được với sếp. Ban ngày thì vẫn muốn đi làm 8 tiếng một ngày ở cơ quan, nhưng mà nếu mà bạn nó gọi đi uống cà phê vẫn đáp ứng được đi uống cà phê. Bà chị họ ba đời cưới mình vẫn về được. Rồi là dỗ bố thằng bạn mình cũng về được. Tức là cuộc đời nó rất là toàn vẹn và mình muốn giải quyết mọi thứ. Rồi Tết nào cũng về được với bố mẹ. Cái dỗ nào trong dòng họ mình cũng có mặt. Thì kính thưa bạn, cuộc đời bạn sẽ nát bét vì không có sự nghiệp. Cho nên tôi có một anh bạn với mời tôi là về đầy tháng con anh ấy, đứa con thứ hai mở Nam Định, tôi không về được. Anh ấy chửi tôi. Thế tôi phải hỏi anh ấy thế này: mày dung là bây giờ tao có 1.000 thằng bạn như mày, mày lấy một vợ, bố mẹ hai bên mất là 4, cộng mày cưới như vậy là 5, với hai đứa con mày đầy tháng là 7. Chưa kể là thỉnh thoảng mày mời tao nhậu nữa, tao gọi cho là 10 sự kiện trong một cuộc đời này thôi. Và mày hình dung là tao có 1.000 thằng bạn như mày, như vậy có 10.000 sự kiện. Và mày hiểu là tao phải mất 30 năm để đi sự kiện. Đi thôi nhá, chưa nói là tiền đi. Thì tao thử hỏi rằng là cuộc đời tao liệu có sự nghiệp không? Nó sẽ nát bét trong cái đống đó. Cho nên là việc mà người ta phải chấp nhận mất cân bằng, tức là trong một thời điểm người ta nên tập trung làm một vài việc cho thật tốt, thay vì 2 điểm 10 chứ đừng có 10 điểm 2. Như vậy mỗi một thời điểm chúng ta tập trung có 2 điểm 10 chứ đừng tập trung làm 10 điểm 2. Và chúng ta phải đạt được điều đó, người ta gọi là sự tập trung. Và tất cả những người thành công vĩ đại, họ đều phải có những hy sinh nhất định trong thời điểm, tức là mất cân bằng trong một thời điểm. Sau đó khi họ tập trung, họ làm một việc thành công thì họ quay lại, họ cân bằng cuộc sống. Vậy thì cũng giống như đôi chân của mình bước đi vậy. Khi bạn đứng im thì hai chân của bạn đứng thẳng và cân bằng. Như vậy nó rất là vững chãi, nhất là đứng tấn thì quá vững chãi đi rồi. Nhưng mỗi tội là đứng im. Còn đã bạn đã bước đi thì lúc nào cũng phải có một chân ở trên mặt đất và một chân ở dưới mặt đất. Cho nên nó sẽ không vững chãi. Và như thế người ta gọi là mất cân bằng. Và trong cuộc đời này, bất cứ ai cũng phải chấp nhận cái sự mất cân bằng đó để tập trung phát triển cho một cái vấn đề mà họ đang cần tập trung trong một thời điểm. Xong sau đó họ quay lại cân bằng. Đấy. Thế thì quay trở lại cái câu chuyện mà bạn gì ạ? Tập trung bạn làm gì Tết này để lấy tiền đỡ đần cha mẹ, đó là chữ đức. Chữ tâm là con thương cha mẹ. Chữ đức là tình thương đó phải thể hiện bằng hành động. Còn nếu mà tâm mà không có chữ đức, người ta gọi là tâm nằm trên mồm. Còn tâm mà thể hiện bằng hành động thì cái đó tâm nó phải thể hiện trên gì? Trên hành.
Cho nên con thương mẹ lắm thì con phải đi nấu cho mẹ một bát cháo thật là ngon. Chứ không có chuyện con rất là thương mẹ, thôi mẹ cố gắng đi mua cháo đi mà ăn, chứ bà không ăn là đói đấy. Bà bảo thế tiền đâu, thì mẹ cứ móc túi tiền của mẹ ra đi. Thì như vậy đấy là tâm nằm ở đâu ạ? Nằm ở mồm. Và em là có chữ đức, thương bố mẹ là tâm nằm trên hành. Và chỉ khuyên em mỗi cái là em nên chia sẻ với ông bà về cái việc mà em vắng mặt không về Tết được, là vì là mình đang tập trung cho một cái gì đó. Đừng nói vì tiền, bởi vì cha mẹ nào cũng thế, họ có những cái gì ạ, cái tổn thương riêng, có cái tự trọng riêng. Ví dụ đến mức độ mà mình đi làm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ mà Tết không về được với cha mẹ, thì cha mẹ cảm thấy là mình rất là tủi thân vì không lo được cho con. Thì như vậy là bố mẹ mình ăn cái Tết nó cũng không được vui, không được vui, và nó vẫn cứ áy náy trong tâm can. Thế thì em nói thế nào để cha mẹ em cảm thấy cái việc mà em ở lại á, nó không phải vì cha mẹ nghèo, mà vì một cái việc rất là chính đáng cho sự nghiệp của em, để tránh tình trạng để làm cha mẹ mình buồn. Có vậy thôi, để cha mẹ mình ăn Tết cũng vui, rồi mình ở lại làm cũng thấy vui và hạnh phúc, rồi sang năm đủ đầy hơn, mình bổ sung thêm vitamin cho cái Tết sang năm. Rồi chúc mừng em đã thật sự là trưởng thành. Bởi vì những người mà biết lo cho cha mẹ bằng hành động như vậy không có nhiều đâu. Và những người thực hiện được như vậy thì đều là những người có khả năng tập trung như vậy. Thì phần lớn những người mà thành công vĩ đại, họ đều có cái tố chất đó. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.